Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại chính quyền cấp xã. Ngành giáo dục Nam Định nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ mầm non. Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một vụ cá độ bóng đá qua mạng. Điện lực Hà Nam đảm bảo cung ứng điện trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện đồng bộ các chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại chính quyền cấp xã. Cùng với sự đầu tư hỗ trợ của tỉnh từ năm 2017 đến nay, huyện Tiên Lữ đã phối hợp với các ngành chức năng lắp đặt và trang bị trên 200 máy tính cho cán bộ công chức viên chức tại các xã thị trấn, nâng cấp mạng LAN đảm bảo tiêu chuẩn được kết nối Internet bằng đường truyền tốc độ cao. Hiện 15 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã được đầu tư trang thiết bị xây dựng bộ phận một cửa khang trang hiện đại và triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm một cửa điện tử. Bước đầu hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin tương đối đồng bộ, tạo môi trường làm việc điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, giảm chi phí trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói GDP đạt mức tăng trưởng 12%, đạt mức cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm gần đây, là một trong những kết quả nổi bật nhất trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng qua của tỉnh Thái Bình. Bởi chỉ số này khẳng định nền kinh tế tiếp tục duy trì và tăng trưởng tốt. Các ngành lĩnh vực chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá, đặc biệt là sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đạt mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm trước. Đó là kết quả của một loạt những giải pháp được Thái Bình triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động doanh nghiệp ra quân thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tổ chức hội nghị gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt là Thái Bình tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Nhờ đó, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Thái Bình tăng 6 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI tăng 4 bậc so với năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm thì nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 đã đi vào hoạt động thương phẩm và hoạt động rất ổn định. 6 tháng đầu năm vừa qua thì các lĩnh vực phát triển mạnh như chế biến tôm đông lạnh, sản xuất quần áo may sẵn, áo jacket sơ mi đều có sự tăng trưởng gần gấp đôi. Lĩnh vực sành sứ thủy tinh, vật liệu xây dựng cũng có sự tăng trưởng gấp 2 lần. Và nhà máy ammonizrat tăng trưởng trên 50%, cũng như là các cái lĩnh vực, một số lĩnh vực công nghiệp khác nên tạo cái sự tăng trưởng đột phá trong 6 tháng đầu năm vừa qua. Cùng với công nghiệp thì một lĩnh vực quan trọng của Thái Bình là sản xuất nông nghiệp cũng đạt được những kết quả nổi bật. Bên cạnh việc đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả sản xuất, lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, chương trình nước sinh hoạt nông thôn tiếp tục được triển khai hiệu quả với những cách làm sáng tạo và sự vào cuộc tích cực của người dân. Đặc biệt là đề án thí điểm tập trung, tích tụ đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh đã giúp tập trung tích tụ được gần 15.000 hectare. Các mô hình tập trung, tích tụ đất đai đã tạo thuận lợi cho phát triển cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Vụ xuân năm 2018 thì có thể nói là một vụ xuân thành thắng lợi trong lĩnh vực trồng trọt. Các đối tượng cây trồng thì đều có khả năng triển vọng và được mùa, đặc biệt là lúa xuân. Thì ở đây chúng tôi đánh giá cái được mùa ở đây là có hai cái, một về năng suất và chất lượng, hai là cái chi phí sản xuất thấp hơn so với các vụ trước. Các giống lúa mà đưa vào sản xuất hôm nay thì đã được chú trọng hơn về cái chất lượng. Năng suất thì cao nhưng lại chất lượng lại là đảm bảo. Thế lần đầu tiên lúa lai mà lại có được năng suất là trên 300 kg trên một sào, nhưng lại kèm theo đó là cái chất lượng và cái giá thành nó lại tương đương với lại cái giống lúa chất lượng cao. Những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục chứng minh nền kinh tế của tỉnh có sự phát triển cân bằng và ổn định. Các chỉ số đều đạt và vượt so với kế hoạch, thực sự là tín hiệu tốt, là động lực để cho Thái Bình tiếp tục bứt phá đi lên trong hoàn thành kế hoạch cả năm 2018 và những năm tiếp theo. Hướng tới mục tiêu mỗi năm tổ chức hội hỗ trợ giúp đỡ được ít nhất 40 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và phối hợp đào tạo nghề cho ít nhất 2.000 lao động nông thôn. Trong định hướng khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định đã khuyến khích phụ nữ phát triển nghề truyền thống,
thực hiện các ý tưởng kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế. Với trên 70% lao động nông nghiệp là nữ, các cấp hội phụ nữ đã vận động hỗ trợ chị em tham gia phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi trồng trọt theo hướng liên kết để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, khai thác thế mạnh của từng địa phương để phát triển kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, Hội Phụ Nữ tỉnh đã phối hợp với Liên minh các hợp tác xã, hỗ trợ thành lập được 11 tổ liên kết, tổ hợp tác. 5 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Nhiều đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, được người tiêu dùng quan tâm. Qua đó tạo sự kết nối phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng niềm tin, địa chỉ tin cậy, cung cấp sản phẩm hàng hóa tới người tiêu dùng ngay tại địa bàn, giải quyết được vấn đề khó khăn đầu ra cho các sản phẩm nông sản ở nông thôn. Trong phòng chống lụt bão, việc tu bổ, nâng cấp các tuyến đê và các công trình trên đê là hết sức quan trọng, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, một số cống tiêu thoát nước đang bị xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và khả năng ứng phó với những tình huống xấu của thiên tai có thể xảy ra. Huyện Yên Khánh có 3 tuyến đê bao ngăn lũ với tổng chiều dài hơn 74 km, gồm tuyến đê Hữu Đáy, Tà Vạc và đê Sông Mới. Các tuyến đê này có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, một số điểm công trình trên đê đã bị hư hỏng. Nhiều điểm cống xuất hiện hiện tượng giò ngầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tiêu thoát nước khi có ngập úng xảy ra. Vì vậy, để đảm bảo đủ khả năng phòng chống mưa bão lũ, các cấp các ngành cần quan tâm đầu tư xây mới, tu bổ và sửa chữa các công trình này, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương có hơn 8.000 hectare lúa, rau màu và cây ăn quả. Để đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa bão năm nay, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đã chủ động kiểm tra, tu bổ, bảo dưỡng toàn bộ máy móc ở 9 trạm bơm, đồng thời nạo vét, khơi thông dòng chảy hàng chục km kênh mương. Tuy nhiên, do số lượng trạm bơm xuống cấp nhiều, hoạt động không ổn định, đang khiến việc thực hiện phòng chống úng gặp nhiều khó khăn. Theo Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Hà, hiện nay toàn huyện còn có 5 trạm bơm tưới tiêu khác trên địa bàn là trạm bơm Hồng Lạc, Song Động, Cấp Tứ, Đò Phan và trạm bơm Thanh Cường. Cũng trong tình trạng bị xuống cấp, thiết bị thường xuyên xảy ra các sự cố khi thực hiện vận hành tiêu úng theo công suất hoặc vận hành nhiều giờ liên tục. Tình trạng xuống cấp của các trạm bơm trên địa bàn huyện Thanh Hà còn làm gia tăng những nguy cơ về mất an toàn sản xuất cũng như đời sống dân sinh, nhất là khi mùa mưa bão tới gần thì tình trạng xảy ra ngập úng trong khu vực cũng rất lớn. Để khắc phục tạm thời tình trạng nhiều trạm bơm xuống cấp trong mùa mưa bão năm nay, Xí nghiệp đã chủ động đầu tư hàng trăm triệu đồng để tu sửa khắc phục các sự cố khi vận hành. Thực tế, trong các mùa mưa bão năm trước, việc tiêu úng không kịp thời do hệ thống bơm tiêu úng xuống cấp đã khiến hàng trăm hecta ổi, quất và các cây trồng khác bị ngập úng, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh trên địa bàn. Vì vậy, để tiêu úng kịp thời trong điều kiện nhiều trạm bơm xuống cấp, các địa phương đơn vị cần tăng cường phối hợp, thường xuyên khơi thông dòng chảy, cung cấp điện ổn định trong thời gian tiêu úng và sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác phòng chống thiên tai. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng. Vào thời gian trên, các trinh sát của Công an huyện Kim Động đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Hoán, sinh năm 1990, trú tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, là đối tượng cầm đầu đường dây đang giao dịch cá độ bóng đá trong trận Colombia gặp Nhật Bản trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup năm 2018. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ số tiền 27 triệu 150 nghìn đồng, 2 điện thoại di động, 1 sổ ghi chép. Quá trình điều tra đã làm rõ 8 đối tượng tham gia cá độ cùng với Hoán trong 15 trận bóng, với số tiền giao dịch khoảng 200 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Động đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hoán. Các đối tượng còn lại, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa bóng lăn là một mùa tệ nạn xã hội thêm nhức nhối, bởi đây là thời điểm các đối tượng cờ bạc dưới mọi hình thức cá độ để tăng cường hoạt động. Và tinh vi hơn, xuất hiện tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội và phức tạp. Mới đây, Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Thái Bình đã đấu tranh phát hiện một vụ cá độ bóng đá qua mạng Internet tại huyện Tiền Hải. Đây là Nguyễn Văn Bảy,
sinh năm 1972, trú tại thôn Nam Đồng Bắc, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải. Đối tượng liên quan đến một vụ cá độ bóng đá qua mạng. Vào 21 giờ 40 phút ngày 16 tháng 6 năm 2018, qua nắm bắt nguồn thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra tại nhà bảy và phát hiện có một số đối tượng xem bóng đá và có biểu hiện cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tại hiện trường, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã kiểm tra và thu giữ các vật dụng gồm máy tính, sổ sách, tiền và một số vật chứng khác liên quan tới hoạt động cá độ bóng đá. Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Phạm Văn Minh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình cho biết, tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội rất tinh vi và phức tạp. Nếu khi các trang mạng cá độ mà bị cơ quan chức năng phát hiện, thì các đối tượng sẽ thay đổi mật khẩu. Một đối tượng có thể mở nhiều tài khoản để thanh toán. Thời gian qua, Bộ Công an tỉnh chỉ đạo các phòng ban chức năng công an huyện thành phố tập trung đấu tranh với các loại tội phạm này. Và trong cái thời gian diễn ra World Cup, thì các cái loại tội phạm như cá độ bóng đá hoạt động rất là tinh vi và hoạt động ở nhiều nơi trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ với một cú kích chuột, gõ cụm từ cá độ bóng đá qua mạng, có thể ra những trang web với những hướng dẫn rất cụ thể để người chơi tham gia đặt cược ăn tiền. Mạng xã hội trong sự kết nối thông tin rộng rãi này với những biến tướng của nó đang tạo ra những loại hình tội phạm ngày càng tinh vi phức tạp. Mà theo ngành chức năng, hệ lụy của cá độ bóng đá chính là những vụ giết người, cướp giật, trộm cắp tài sản thời gian qua. Hành vi cá độ bóng đá trái pháp luật thực chất là hành vi đánh bạc trái phép. Hành vi này được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào, với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp. Cơ quan cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân không bị lôi kéo, tham gia vào các hình thức đánh bạc, nhất là hình thức đánh bạc qua mạng Internet và cá độ bóng đá dẫn đến những hệ lụy đau lòng. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chuyên đề giáo dục mang tính chuyên sâu đối với bậc học mầm non, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ. Gần 300 trường mầm non trong tỉnh đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề. Cán bộ quản lý giáo viên các nhà trường nghiên cứu, lựa chọn những bài tập phù hợp với khả năng của trẻ. Nhiều trường đã được đầu tư xây dựng phòng giáo dục phát triển thể chất, có đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ phát triển vận động cho trẻ. 100% các nhà trường được trang bị các thiết bị, đồ chơi giáo dục phát triển vận động. Việc thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non và xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đã giúp trẻ hình thành thói quen vận động cần thiết, có lợi cho sức khỏe, cải thiện tầm vóc, hạn chế trẻ nhút nhát, yếu thể lực, thừa cân, béo phì. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng về cân nặng và chiều cao giảm xuống còn 2,8%, 96,8% trẻ phát triển tốt. Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ đạt 99,1%, phát triển ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm đạt 100%, tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần hàng năm tăng lên. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Hà Nam phối hợp với Câu lạc bộ Quốc tế Hà Nội và dự án Hạt giống hy vọng của Nhật Bản tổ chức thăm và trợ cấp, hỗ trợ vốn sản xuất và trao học bổng cho vợ con cháu nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam đã và đang trở thành hoạt động ý nghĩa được toàn xã hội hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực. Tại buổi trợ cấp và trao học bổng lần này, Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hà Nội đã trao 12 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Dự án Hạt giống hy vọng của Nhật Bản trao 4 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho con cháu nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hà Nội đã trực tiếp cấp vốn lần đầu cho 14 vợ nạn nhân chất độc da cam dioxin, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực, nhằm động viên khích lệ các nạn nhân cũng như con cháu, gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hè năm nay trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, có 2 điểm bể bơi thông minh đáp ứng nhu cầu bơi lội và học bơi của thanh thiếu niên trong huyện. 2 điểm bể bơi thông minh ở xã Đông Kết và Tân Dân do Công ty Phát triển Tài năng Everest lắp đặt và quản lý. Bể bơi thông minh hay còn gọi là bể bơi di động được làm bằng vải bạt cao cấp, độ sâu từ 80cm đến 1m, phù hợp với nhiều lứa tuổi từ mầm non đến thiếu niên. Bể bơi có hệ thống lọc nước tuần hoàn, xử lý nước hàng ngày nên đảm bảo vệ sinh.
Ngoài việc đáp ứng nhu cầu bơi lội hàng ngày của đông đảo thanh thiếu niên, thì tại các điểm bể bơi thông minh còn triển khai chương trình phổ cập bơi, tổ chức các lớp dạy bơi giúp cho nhiều trẻ em trong huyện Khoái Châu biết bơi và được trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Bằng sự quan tâm của nhà nước, nhiều thôn làng khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được đầu tư hệ thống nước sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Trạm cấp nước sạch Tam Giang được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước với công nghệ xử lý nước hiện đại nhất hiện nay. Nước sông Cầu được lấy về qua hệ thống lắng rồi đưa vào máy lọc, các chất cặn lơ lửng bằng phèn và keo tụ. Tiếp đó, nước được đưa vào bể chứa dùng clo để khử trùng trước khi bơm vào hệ thống phục vụ người dân. Để đảm bảo chất lượng nước định kỳ hàng tuần, hàng tháng, Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường tỉnh lại xuống lấy nước để xét nghiệm, đánh giá về chất lượng nước. Ngoài ra, cán bộ của trạm cũng thường xuyên sử dụng phương pháp test nhanh để đo độ đục và chất lượng nước để điều chỉnh độ đậm đặc của clo đảm bảo chất lượng tốt nhất. Để phục vụ mục tiêu 100% các hộ dân đều được sử dụng nguồn nước sinh hoạt sạch, Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường Nông thôn đã xây dựng trạm tăng áp Phù Khê, Hương Mạc với công suất trên 100 mét khối một giờ, lấy nguồn nước từ nhà máy nước sạch xã Tam Giang cung cấp cho các hộ dân. Đơn vị đã thực hiện lắp đặt trên 60 km đường ống dẫn và các đường nhánh tới từng ngõ xóm, đảm bảo cung cấp nước ổn định cho trên 5.000 hộ dân của hai xã Phù Khê và Hương Mạc. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ, cứ vào mùa nắng nóng là nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng lại tăng đột biến. Để cung cấp điện an toàn liên tục, ổn định trong mùa hè, thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt cho nhân dân các địa phương. Xác định mùa nắng nóng năm nay, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp. Do đó hiện nay, ngành điện Hà Nam quan tâm tăng cường công tác quản lý vận hành và chủ động xây dựng kết dây lưới điện hợp lý nhằm đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, chất lượng tốt nhất cho khách hàng, gắn với tập trung triển khai đầu tư cải tạo, sửa chữa lưới điện. Trọng tâm là tập trung lắp đặt thêm máy biến áp T3 tại trạm biến áp 110 kV Đồng Văn, xây dựng trạm biến áp 110 kV Đồng Văn 4 và 110 kV Kim Bảng. Cùng với đó, các đơn vị tích cực xây dựng nhiều hình thức tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho khách hàng với nhiều nội dung đa dạng phong phú nhằm nâng cao nhận thức và tạo thói quen trong việc sử dụng điện. Bởi để chống quá tải hiệu quả thì mỗi khách hàng cần chung tay sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Đến nay, dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 39 giai đoạn 2 đoạn qua huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã cơ bản có mặt bằng sạch. Tuy nhiên, với việc triển khai thi công ở nhiều đoạn, nhiều vị trí vẫn diễn ra chậm so với tiến độ đề ra. Cùng với việc tuyên truyền vận động để người dân hiểu về tầm quan trọng và những lợi ích thiết thực sau khi dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 39 giai đoạn 2 được hoàn thành, trên cơ sở đó sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị nhà thầu trên tuyến. Huyện Hưng Hà cũng đã triển khai thực hiện việc cưỡng chế và bảo vệ thi công ở một số vị trí để bàn giao cho các đơn vị thi công thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Huyện Hưng Hà phối hợp với các sở ngành chức năng của tỉnh giải quyết và trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ dân thuộc khu vực Đồng Tu, thị trấn Hưng Hà cố tình đưa ra yêu cầu không đúng quy định của pháp luật. Để sớm đưa dự án vào sử dụng, các đơn vị nhà thầu cần tập trung năng lực, tổ chức thi công bài bản, phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động các phương án để thi công công trình theo đúng tiến độ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và chốt chặn trên các tuyến giao thông, qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với mục tiêu nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, giảm số vụ tai nạn giao thông đường bộ từ đầu tháng 6 năm 2018, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện mở đợt cao điểm tuần tra đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Theo đó, tại các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần lưu tại các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Đây là các lỗi được cho là nguyên nhân chính gây nên các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp chở quá tải trọng, gây hư hại cho các tuyến giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở, đến nay tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã được kiềm chế. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.